Xin chào người. Ngay bây giờ là 4 giờ 24 phút sáng ngày 14 tháng 9 năm 2024. Hồi nãy mình có nhảy lên một cái phát trực tuyến với anh em. Cho những người nào không có tham gia thì bạn có thể tìm nó ở trên Teen Academy YouTube. Coi nó. Okay, chút nữa mình sẽ đá cái link lên trên đây. Wow. Vừa rồi như vậy là đây là sóng số 1 rồi. Đây là sóng số 2, đây là sóng số 3, đây là sóng số 4 và đây là sóng số 5. Và đã được lặp đi lặp lại bao nhiêu tập vừa rồi là sóng số 5 vừa rồi, như vậy là nó đạt được con giá là 58.500. Mình nói nó râu xác suất cao là nó sẽ râu đi lên tới cái vùng này, 59.100, 59.500. Vừa rồi như vậy là nó râu đi lên tới 60.000, ở đây là 60.100. Thì mà người ta thấy là nó đạt được nguyên một cái khung giá này của mình, cái nguyên công giá này của mình, trừ con này, ok, lên thêm vài xu vài cắt nữa sẽ đạt được con này. Thì về cái tín hiệu mà mình cung cấp cho bạn thì tất cả những cái sự bay bổng vừa rồi nghe từ cái đáy của nó đi lên như vậy, ok, thì đây là A và đây là A và đây là B. Hoặc bạn có thể nói là năm sóng đi lên như vậy, 1, 2, 3, 4, năm sóng đi lên như vậy, năm sóng đi lên như vậy là tạo một cái sóng số 1 lớn, đúng không? Sóng số 1 lớn. Bây giờ nó lên đây đúng không? Vừa rồi nó bay khúc đúng không? Năm sóng đi lên như vậy, một cam tạo sóng số 1 lớn. Ba sóng hồi, mình sẽ xóa cái này liền đi ha. Vừa rồi là đó là cái khung giá nó sẽ đạt được. Ba sóng hồi nha, nhích nó lên một chút xíu. 1 2 3, ba sóng hồi tạo sóng số 2. Thì cái trường hợp đó nó vẫn là cái trường hợp xác suất cao, cao ngay bây giờ. Ba sóng hồi đạt sóng số 2. Tất cả những cái sự bay bổng vừa rồi là A, và ba sóng hồi xuống là B. Từ B lên C như vậy, ok, từ B lên C là rơi vào cái vùng giá này, ok, ít nhất là 65.4, 66.8, vân vân và vân vân, ok. Thì cái đó là cái tính toán mà vừa rồi mình đã chia sẻ cho bạn, ok, đã chia sẻ cho bạn trong bao nhiêu tập vừa rồi. Vừa rồi như vậy, trong mình cộng cho bạn một cái update, ok, cộng thêm cho bạn là nó nằm giữa một cái hình tam giác như vậy và nó gần tới cái mũi, và mình nói xác suất là lên 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 và lên, thì vừa rồi nó cũng đã lên đúng không? À, xóa, ok, và đây, ok, mình cũng xóa luôn. Mình nói nó cắn cái con giá này, ok, thì nó sẽ bay tới cái vùng kế tiếp là gì? 59.100, 59.500 và kế tiếp đúng không? Ok, thì cũng đã hoàn thành. Cái vùng này thì là cái vùng mà mình chia sẻ cho bạn là nguyên cái vùng này là cái vùng short, ok, short, ok, short, ok. Cân nhắc cái sóng số 5 này á, cao nhất á, là đạt được 60.100 thôi, 60.100 thôi. Nếu bạn thấy cái sóng số 5 này nó lên trên con giá 60.500, 60.500 về đo lường sóng thì nó không phải là sóng số 5 nữa rồi. Nó không phải là cái sóng số 5 nữa rồi. Nếu nó nằm trên con giá 50.600 thì nếu mà nó nằm trên con giá 50.600, nếu mà ngay bây giờ chuẩn bị tới đây mà nó đẩy thêm một chút xíu nữa, lên thêm vài trăm đô nữa thôi, thì nó không phải là sóng số 5 nữa rồi. Nhưng mà nó là thuộc về cái sóng gì? Cái sóng số 3 này, có nghĩa là nó tiếp tục bay lên luôn cái vùng này luôn. Cái vùng này luôn. Cái vùng này luôn. Thì sóng số 3 nó thì giải thích như thế nào? Đây là sóng số 1 của nó. Đây là sóng số 2 của nó. Đây là sóng số 3 của nó. Ok, lên cái vùng 60 mấy, 63, 64. Số 3, sóng số 4 của nó. Và đây là sóng số 5 của nó. Ok, nghe bị đang bay, các bạn thấy. Năm sóng như vậy. Năm sóng như vậy lên tới cái vùng giá này, cái những cái con giá này trên đây. Và nếu nó chỉ bay thêm một vài trăm đô nữa thôi là nó có vượt qua con giá 60.500. Thì có nghĩa rằng á, nghĩa rằng là sao? Vừa rồi như vậy cái thằng A này này. Ok, thằng A này á, thiệt sự nó đã kết thúc ở đây rồi. Thằng B này này, thực sự nó đã kết thúc ở đây rồi. Ok, kết thúc ở đây rồi. Nhớ là vừa rồi chia sẻ là đây là sóng số 2. Cái 4, cái 52.500 là sóng số 2. Tắt đi tất cả mọi thứ. Nhớ, để cho bạn đi lại chút xíu. Okay. Đây là sóng số 1 của nó. Nguyên là 3 sóng đi lên tạo sóng số 1. Nguyên cái dãy này là sóng số 2. Ok, và từ 2 như vậy lên 3, từ 2 lên 3 thì nó có 3 sóng. Ok, và đây là mình sẽ mở nó lên lại. Lên lại. Có nghĩa rằng á, cái thằng A này đúng không?
thằng A này nằm trên đây. Thằng A đó đó, vừa rồi mình dán thằng A nó lên đây và thằng B nó đây. Thằng A đó nó đã kết thúc ở đây rồi. Ok, đã kết thúc ở đây rồi. Và thằng B này á, nó đã kết thúc ở đây rồi. Đây là A. Nhớ, đây là sóng số 2. Từ 2 lên 3 như vậy nó sẽ có 3 sóng. Đây là A của nó. Đây là B của nó. Và đây là C của nó. ABC như vậy rơi vào những cái khung giá này, cái ABC để tạo gì? Tạo sóng số 3. Ok, sóng số 3. Thì đây là sóng số 2. Đây là sóng số 2 đúng không? Đây mình cần. Đây là sóng số 2. Và ABC như vậy nha. ABC như vậy. Ok, A, B và C, AB và C để tạo sóng số 3. Từ cái giai đoạn thằng B này, nếu đã kết thúc ở đây, thằng B lên tới C như vậy thì nó sẽ có 5 sóng. Và đây là cái sóng xanh mình vẽ cho bạn. Đây là sóng 1 của nó, sóng 2 của nó, sóng 3 của nó, sóng 4 của nó và sóng 5 của nó lên tới cái vùng giá này luôn. Ngay bây giờ cái con giá quan trọng ngay bây giờ để nó nói lên câu chuyện á là sóng số 3 được diễn ra, là nó nằm trên con giá 65.500 thì là sóng số 3 được diễn ra. Vậy thôi. Còn nếu mà nó không vượt qua được con giá 65.500 thì có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng nó chỉ là sóng số 5 thôi và chuẩn bị tới đây là nó hồi tới sóng số 2 của nó. 5 sóng đi lên tạo sóng số 1. 3 sóng hồi, 1, 2, 3 tạo sóng số 2. 3 sóng hồi tạo sóng số 2 như vậy. Ok. Rơi vào cái vùng chống cái vùng giá này. Vừa rồi như vậy. Mình sẽ thay thế cái mũi tên này đi ha. Với một cái thứ khác để coi cho nó dễ hơn. Mình sẽ đổi nó thành cái mũi tên này. Tạo sóng số 2. Ok. Ngay bây giờ bạn thấy nó hồi. Ok. Nó hồi nghe. Thì có nghĩa là đây là chỉ là sóng số 5 thôi, 5 sóng đi lên tạo sóng số 1. Đây là sóng số 2. Từ 1 xuống 2 như vậy nó sẽ có 3 sóng, cũng giống như đã chia sẻ bao nhiêu tập rồi. 1, 2, 3 để tạo sóng số 2. Đây là cái chống lưng vừa rồi nó có một sự bay bổng lên. Thì đây là cái chống lưng của nó đã được sửa đổi. Lúc mà xuống như vậy mình muốn nó nằm trên con giá 54.100 giữ được thì tất cả mọi thứ sẽ leo thang. Nằm dưới con giá 54.100 từ 3 tới 5 tiếng thì đã sập rồi. Có nghĩa là đã sập rồi. Đây là con giá 54.100. Đây là 54.100. Okay. Thì cái cách tính là tất cả sự cái bay bổng này là sóng A của nó này. Nếu mà nó sập xuống, đây là sóng B của nó, đúng không? Cũng giống như là chia sẻ. Và đây là sóng C của nó để tạo sóng số 3. Thì miễn sao nó là A, B, C để lên sóng số 3 thôi. Nhưng cái khác biệt là nó lên ngay bây giờ. Sóng A đã kết thúc ở đây. Sóng B đã kết thúc ở đây. Và sóng C được diễn ra. Từ B xuống C như vậy. Từ B lên C như vậy. Nó sẽ có 5 sóng. Đây là 1, đây là 2, đây là 3, đây là 4. Và đây là 5. Thì nó nằm trên con giá 60.500. Nó là sóng số 3 rồi. Nó thuộc về từ B lên C, 5 sóng này. Okay. Còn nếu mà nó vẫn dưới con giá 60.500, nghe nó không vượt qua được, thì xác suất là gì? A, B, C để tạo sóng số 2 sẽ được diễn ra. Cái phần trăm cao vẫn vậy là sóng số 2 được diễn ra, ngoại trừ nó đánh vỡ cái con giá 60.500 nằm trên con giá 60.500 cố định. Thì có nghĩa là sóng số 3 sẽ được diễn ra rơi vào cái vùng là 63 để sóng hồi và sóng số 5 của nó để tạo sóng C lên tới cái vùng giá này. Cường nhắc. Thì nó vậy. Thì đây là một cái cập nhật mới cho những người nào chơi tương lai. Cẩn thận. Nếu nó đẩy lên một khúc nữa thôi, 200 đô nữa thôi. Ok. 300 đô nữa thôi. Thì cẩn thận. Nghe. Ok. Bởi vì nếu nó nằm trên con giá 60.500 thì nó là sóng số 3 luôn rồi. Và nhớ cái thị trường này á, nó thay đổi hàng giờ như vậy. Ngay bây giờ 4 giờ 34 phút sáng, có bao nhiêu người vẫn còn thức? Đó, bao nhiêu người vẫn thức, suy ngủ hết rồi. Ok. Thì nó là vậy, cẩn thận.
thì là cái trường hợp nếu mà nó bay nó nằm trên con nhánh 60.500 vài tiếng như vậy thì nó nói lên cái câu chuyện là sóng A đó là kết thúc ở đây rồi nè. Ok, đây vừa rồi nó đi lên như vậy, nó có ba sóng 1 2 3 thôi, sóng A đây. Ok, và sóng B của nó thì cũng ba sóng 1 2 3, ba sóng sóng B, và người ta thấy ok thì cái tỉa thằng A này vừa rồi dán ở đây sẽ được đẩy qua bên đây lại, thằng B này sẽ được đẩy qua bên đây, có nghĩa là thằng A thằng B đã kết thúc ở cái vùng bên này rồi. Ok, và chuẩn bị tới đây là nó đẩy giá lên tới các thằng C, mà từ thằng B đến thằng C như vậy đúng không, thì nó có năm cái sóng xanh này, năm sóng xanh này. Ok, thì là vậy, nó khác biệt, nó khác biệt giữa cái sóng xuống này. Con giá quan trọng ngay bây giờ là gì? 65.500. Quyết định trò chơi là nó cái sóng số 2 sẽ được diễn ra, nó nói là cái sóng sóng số 3 này được diễn ra và nó sẽ tiếp tục lên tới cái vùng giá này luôn. Ok, thì cẩn thận cẩn thận. Thì lúc bạn chơi tương lai như vậy thì nó có cái rủi ro như vậy, là còn bạn chơi spot thì nó dễ đúng không, bạn mua thấp bán cao thôi, nó dễ dễ dễ. Mà mình khuyên những người nào có tài chính cao thì mình khuyên là bạn chơi spot, bạn chơi đầu tư dài hạn chứ đừng có chơi tương lai, rủi ro cao và thị trường nó thay đổi như vậy và bạn không nhanh tay, nếu bạn không liếng đúng không thì bạn sẽ mất của, nó là vậy. Ok, và bao nhiêu người đã phá sản trong cái thị trường tương lai. Ok, thì cẩn thận và 4 giờ sáng mà số lượng nhiều người, số lượng nhiều thì là bạn cài đặt lệnh chờ và bạn đi ngủ như vậy, bạn không canh cái lệnh, thì bởi vậy nó là vậy nha, thực tế nó vậy. Cẩn thận chơi tương lai là nguy hiểm nhất, chơi spot đầu tư dài hạn là an toàn nhất. Ok, an toàn nhất thì nó là vậy. Các sống nếu lên được trên 60.500 thì nó có thể đẩy lên tới 63 lần nha, sóng số 3 lần. Ok, còn nằm dưới cái con này 60.500, ok 60.500 thì nó chỉ là cái sóng số 5 thôi, nó chỉ là cái sóng số 5 thôi, có nghĩa là năm sóng đi lên tạo sóng số 1 và sóng số 2 sẽ được diễn ra. Thì đó là hai cái sự khác biệt. Không nằm trên con nhánh 60.500 thì là nó sẽ có ba cái sóng hồi 1 2 3 để tạo sóng số 2. Hai mốc giá mà nó nói lên câu chuyện sóng số 2 được diễn ra vẫn vậy. 57.200, 56.200 mấy. Sập dưới hai con này thì nó nói là cái gì? Sóng số 2 được diễn ra này, mũi tên chỉ sẵn rồi. Ok, mũi tên chỉ sẵn rồi. Sập dưới con giá này từ 3 tới 5 tiếng, đây, sóng số 2 sẽ diễn ra. Ok. Vậy thôi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này. Và cái video này là 4 giờ 37 phút sáng. Mình sẽ ăn uống một chút xíu rồi sau đó mình đi ngủ. Ok, ngày mai thì mình vẫn sẽ đẩy ra tín hiệu cho bạn. Cẩn thận và cẩn thận.